Mới đây, Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Award đã dinh danh Việt Nam là điểm đến hàng đầu châu Á năm 2021. Đây cũng là danh hiệu mà Việt Nam từng đạt được vào các năm 2018 và 2019. Bên cạnh danh hiệu điểm đến hàng đầu châu Á, Việt Nam còn được tôn vinh là điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á. Và Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng xuất sắc đạt danh hiệu Cơ quan Quản lý Du lịch hàng đầu châu Á. Ngoài ra, giải thưởng năm nay cũng ghi nhận Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh là điểm tham quan hàng đầu châu Á gia Hội An – Quảng Nam chiến thắng ở hạng 1 điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á. Và dân quốc gia Cúc Phương được trao giải thưởng công viên quốc gia hàng đầu châu Á.